rất là ngọt ngào đấy. Đặt tay vào nút bấm đi em, anh sẽ bấm cái nút bấm của em. Đếm không ạ? Có đếm không ạ? Hả? Tại chưa có đếm. Là đếm 1, 2, 3 gì mới bấm. Phạm Quy là bị loại rồi đó. Rồi, các bạn. Mời bạn nữ. Anh Nguyệt Linh. Rồi, để bạn nữ ra coi. Rồi, mời em rồi. Rồi, bây giờ có bạn nữ ra đó. Mình giới thiệu đi nha. Xin chào anh Nguyệt Linh và chị Cát Tường. Chào bạn kế bên và chào quý vị khán giả. Mình tên là Phan Đăng Lưu. Năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại mình đang làm việc ở Long An và sinh sống ở đó. Ngành nghề của mình là nhân viên kỹ thuật cho công ty thức ăn chăn nuôi. Tên của bạn rất là quen thuộc trên con đường ngày nào tôi cũng đi. Phan Đăng Lưu. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh ạ. Tên Phạm Xuân Thị. Hiện đang là nhân viên của công ty xét nghiệm ADN ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23 ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê ngoại ở Bảo Lộc, nội ở Tiền Giang, hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh là ăn được, ngủ được, dễ nuôi ạ. Còn điểm yếu thì lề mề hay lượng. Hay lượng là sao? Tức là ví dụ như một cái việc đi làm về chấm công à, thì chấm công lúc 5 giờ thì em chấm đúng 5 giờ, nhưng mà 5 giờ rưỡi em mới ra được khỏi công ty. Tại vì cứ quên đồ đi ra đi vô, ra đi vô. À, vậy là lượng đó hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Em thì điểm mạnh em là làm việc thì có trách nhiệm. Em thì rất là trung thực. Ai nói gì em tin đó hả? Có điểm yếu gì không? Dạ em điểm yếu thì chắc là do ham ăn. Ăn thì ăn rất là nhiều. Cử ăn em thấy là một tô cơm, sau đó em phải ăn thêm trái cây, sinh tố, nọ thêm nữa. Chắc hai bạn này đặc điểm cũng lạ lắm nha. Về tình trường thì sao? Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì có một mối tình duy nhất công khai thôi. Quen thời đại học, được mấy tháng thôi ạ. Quen mấy tháng à? Dạ. Là mối tình chính thức đó. Dạ đúng rồi, công khai cho mọi người biết, ba mẹ biết luôn. Rồi tại sao chia tay? Cũng không có thường xuyên liên lạc, rồi cũng coi như là không có tình cảm gì nhiều. Vậy là cũng chưa sâu đậm. Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình và 1 mối tình chính thức. Khoảng được 5 năm rồi em chia tay cái đây 3 năm rồi. 5 năm sao chia tay em? Dạ mối tình đó thời học sinh sinh viên đó chị. Tụi em quen nhau thời gian đó, sau này thì ra trường đi làm thì mỗi người một nơi rồi. Em cũng lúc đó cũng hơi vô tâm. Xin lỗi chứ với bạn còn rồi. Nhỏ đúng không? Dạ, còn nhỏ. Trẻ trâu chút xíu. Dạ. Bây giờ là gọi là chắc chưa? Dạ bây giờ đúng thời điểm rồi. Rồi được rồi. Mình muốn tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ trắng trẻo, xinh tươi, dễ thương, vui vẻ. Bạn có lập trường chín chắn? Trắng trẻo, xinh tươi, vui vẻ, lập trường chín chắn. Chà cái này cũng khó nha. Rồi còn gì nữa không? Yêu cầu gì nữa không em? Dạ thấy em nghĩ như vậy là được rồi. Vậy là quá lắm rồi. Em không thích điều gì người phụ nữ? Đứng núi này mà trông núi nọ. Đứng núi này tao phải nhìn núi nọ chứ. Không lẽ tao đứng núi này tao nhìn xuống núi này? Trong tình cảm thì đã xác định là yêu rồi thì yêu tới cùng chứ không có bỏ dở dang người khác nữa. Dạ đúng rồi. Chứ đứng núi này dùng cái từ đứng núi này núi nọ nè. Ai cũng vậy, không bao giờ tao đứng núi này tao nhìn núi này chứ á. Tao phải nhìn núi bên kia. Sao núi xa xa nữa. Em có hình dung được cái mẫu người lý tưởng của em giống ai không? Cụ thể luôn đi. Dạ em nói chung là ai đẹp là em thích. Vậy là mẫu người của em phải đẹp. Hả? Bên kia nhấp đáp. Vậy là em cũng đứng núi này trong núi nọ rồi em có người đẹp rồi các em thấy người đẹp hơn rồi các em thích rồi em bỏ người này. Dạ không anh em chị ơi, em thật thà lắm. Ai yêu em thì em yêu lại rồi chứ em không có mà. Mấy người yêu em một lượt em yêu lại mấy người luôn. Dạ không, thì như bạn nói đúng thời điểm của em thì em sẽ chốt ra đó. Em không mở cái tim này ra nữa. Em đang hình dung tưởng tượng bạn gái bên đây là người như thế nào? Theo em nghĩ thì chắc là phải trắng, tóc dài, mũi cao. Trắng dài, mũi cao. Trập lắc hết trơn hết trời. Rồi bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ bạn trai của em là nghe thì nó hơi kỳ kỳ. Thứ nhất là phải lên phòng khách được, xuống nhà bếp được và quan trọng là phải đẻ được. Lên phòng khách được. Dạ. Xuống nhà bếp được. Vô phòng ngủ. Đúng không mọi người? Vô phòng ngủ. Dạ. Là đẻ được. Dạ, tại vì đẻ được á là do em làm bên công ty xét nghiệm ADN á. Thì thấy có nhiều anh đẹp trai cao to nhưng mà đi vô sinh xét nghiệm đủ thứ hết. Vậy là quen xong việc đầu tiên trước khi tiến tới hôn nhân là phải đi xét nghiệm ADN. Dạ đúng rồi, sẽ đến công ty xét nghiệm ADN em tài trợ. Em tài trợ chị với cho coi chị còn khả năng không em. Ngoài vụ đó xong rồi ADN ổn định rồi đó còn gì nữa không? Lên phòng khách được, tức là ít ra bên ngoài là cũng phải là một người sáng láng, dễ nhìn, thành công một chút.
Còn xuống nhà bếp được thì tức là phải biết nấu nướng, hoặc là không nấu được thì cũng phải biết phụ giúp. Rồi, đứng phá cũng được nữa, miễn đứng có tụi cho vui được rồi. Bây giờ em tưởng tượng hình dung anh bên kia như thế nào? Có vẻ như hơi khó tính. Nè, khó tính hả? Không khó đâu. Nghe em thấy kiểu như vậy. Khó không tính khó hả? Rồi em, anh đây dễ lắm á. Ai yêu anh đi rồi. Hay sao đó? Hoài cổ. Cái này chắc không có hoài cổ đâu. Này hiện đại lắm à. Em hình dung vóc dáng ảnh, tướng tá anh sao? Chắc là cũng cao. Cao. Trắng. Trắng. Ảnh rồi trắng mà chắc là anh cũng phải trắng. Cao, trắng. Để tôi coi. Dạ chị. Trắng có trắng, cao có cao. Sáng láng có sáng, có láng luôn. Ông khách được không? Dạ được. Nhà bếp được không? Dạ được. Nấu được món gì? Dạ cơm chiên, trứng chiên, mì tôm. Được rồi, đủ ăn cũng được. Đi xét nghiệm ADN được không? Dạ được. Chuẩn men chị. Chuẩn men hả? Dạ. Xét nghiệm ADN đâu có biết men hay không men. Đó chỉ biết có đẻ được hay không thôi, chứ không có biết men hay không men nha. Dạ. Tại sao em cũng đẹp trai vậy mà em ế vậy? Thứ nhất là do công việc của em phải làm việc phải CK. Cái thứ hai là cho các em hơi nhát. Bạn gặp bạn nữ thì không biết nói cái gì. Mà mình nói thì được 2-3 ngày cái hết được. Là mình không có cái vốn ngôn từ để mình nói chuyện với bạn nữa. Rồi cái thứ ba nó là chưa đúng thời điểm. Cũng như là mùa xuân đến thì cây trái nó mới đâm tròn nảy lọc. Thì em nghĩ là bây giờ đã thích hợp. Giờ là mùa xuân rồi đó hả? Dạ mùa xuân. Bạn bè nó có bạn gái rồi, có vợ hết trơn rồi. Em thì em có ông mình. Mà tụi nó đi đâu chơi cái nó tát mình vào. Xe hình vậy nó livestream, nó kêu mình vô coi. Mình cũng bất ức. Nên quyết định là ngày hôm nay em phải đi lên đây để cho tụi nó thấy được là em đã lên đây đã có được bạn gái. À. Và bây giờ nếu có được bạn gái thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân? À, hiện tại thì em đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì rồi? Dạ, nhà cửa rồi các thứ công việc cũng ổn định. Hay quá vậy ta. Nhà của ba mẹ hay nhà của em mà em làm chuẩn bị rồi? Em có hùng vốn á. À vậy thôi cũng được. Rồi em cũng là lên đây là chủ yếu là để tìm bạn gái chứ không phải là để lên TV để mà nổi tiếng. Ừ, giống hay. Như là lên đây chứ để nổi tiếng thì em thấy không có hay. Chính xác. Rồi. Lên đây chủ yếu ta tìm tình yêu, tìm vợ. Rồi đến qua anh coi đàn gái sao mà bà mối qua bà cứ phỏng vấn thằng trai quá dễ chưa? Thương chào em gái. Dạ. Ừ. Trắng có trắng em mày tóc dài trai. Có tóc ngắn. Anh mà cũng dài dài đúng không, dễ thương mà. Dạ mới dài ra. Anh kia cũng dễ thương lắm. Dạ. Nhưng có tính hơi tham ăn chút xíu khi anh dành ăn của em á. Dạ thì đi mua nhiều hơn hoặc nấu nhiều hơn thôi ạ. À? Nấu nhiều hơn thì anh cũng ăn nhiều hơn à. Tính của anh gì được không? Dạ cũng được. Cũng được đúng không? Để nuôi ạ. Có ghen không? Không đâu ạ, bình thường thôi ạ. Thí dụ em thấy người yêu của em nắm tay một người con gái khác, em làm gì? Thì thôi bảo thôi đừng nắm nữa. Em kêu thôi đừng nắm nữa hả? Không nắm thì quay về nhà tính sau. Đúng rồi đó. Thôi anh, đừng nắm nữa, chút về nhà tính sau. Dễ thương á. Được. Hiền lắm em. Dạ. Được không? Được, được. Bạn trai thấy kết rồi đó. Rồi bây giờ nhà gái hôm nay em đi với ai nè? Dạ có mẹ có bạn. Dạ chào cô. Hai MC dễ thương. Mình là mẹ của bé Thủy. Thủy ơi, theo mẹ nhận xét bạn nam ở bên đây thì có cái tính giống như con ấy là cũng tham ăn đấy. Cũng hợp đấy. Thì hai đứa cứ cho nhau cơ hội để hẹn hò đi ha. Dạ con cậu. Rồi cảm ơn cô. Con trai đi với ai? Dạ đi với lại bà nội với lại mợ cô. Ồ có bà nội nữa. Dạ chào nội. Bà nội sao hôm nay đi lên đây? Nay tại vì thương cháu nội muốn có cháu dâu. Chào nội. Dạ. Dạ nội thấy cháu dâu tương lai này được không nội? Dạ được. Thấy rõ không nội? Thấy rõ. Dạ. Nội có dặn dò gì? Dễ thương. Dễ thương. Dạ. Nội có dặn dò gì cháu dâu tương lai không? Thì dặn dò cháu trai Khoan Dân Lưu là tới đây là lên truyền hình là kiếm được cho được cháu dâu. Dạ. Dạ. Nếu hai đứa đám cưới nội cho gì? Thì nội cho cặp nhẫn. Dạ. Mợ thấy sao mợ? Theo mợ thấy thì bạn gái bên này thì rất là xinh xắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn gái ơi, Đăng Lưu tánh tình rất là hiền, dễ thương, hiền lắm mà ngoan ngoãn lắm. Không có rượu chè, cũng không có hút thuốc, cũng không có đi chơi gì hết. Thì mợ không mong gì hơn là hai đứa con hãy cho nhau cơ hội cuộc kết cuộc tốt đẹp. Đó là mong ước của mợ. Rồi, cảm ơn mợ. Cảm ơn mợ. Hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Có gì thắc mắc là cứ hỏi nha em nha. Để thỏa mãn nhau. Tìm hiểu kỹ vô. Con quà.
cảm ơn anh ạ. Em có gì cho anh hết. Tặng cái hộp vuông vuông đó là ngon đó. Em mở đi. Dạ. Mở luôn kìa. Anh tặng em cây son đó là anh có ý nghĩa của anh muốn nói với em là anh muốn làm người làm pha với son đó, chứ không phải là làm người để làm ước làm mi của em. Quá dữ luôn. Gì lạ lạ vậy? Muốn ước làm phai cái son đó. Đúng rồi, anh tặng cái son để cô ấy đánh son vào môi. Và chính anh ấy là người làm phai cái son đó. Tôi mới nghe luôn đó nghe. Hay. Ngôn tình này lạ lắm mà hay. Chứ phải làm ước mi của em. Ước mi là không ấy làm cô ấy khóc đó. Ừ đó. Em biết nấu ăn không? Dạ biết ạ. Con gái mà. Hy vọng là vào ngày không xa anh sẽ được ăn những món ăn em nấu. Thì em hy vọng là em nấu anh phụ, rồi sau này sẽ có một ngày nào đó em sẽ được anh nấu cho em ăn. Tại vì nhà em có cái gia truyền truyền thống. Dạ. Ông ngoại nấu cho bà ngoại ăn, nấu cho các cháu ăn, bố em cũng vậy. Vậy sau này em sẽ hướng dẫn anh nấu. Đến đây thì anh cũng có một bài thơ để anh tặng em. Mong là em sẽ nghe và suy nghĩ. Hoa chỉ đẹp khi tình yêu trong sáng, hương sẽ nồng khi em biết nâng niu. Rồi từ đây ta sẽ hiểu nhau nhiều, đừng hờ hững mà quên đi mộng đẹp. Nghe và suy nghĩ đó nghe. Dạ suy nghĩ. Em có nhận xét gì vậy anh? Chà, anh nhìn đẹp trai đó à. Nghe. Hồi nãy em chờ bà em ở dưới nó bảo là anh mà ưng là nó sẽ gật như mấy khâu vậy đó. Anh cũng có bạn ở dưới cũng nói vậy với anh đó. Trời ơi, đi mà có gián điệp nữa. Nãy thấy bà nội gật quyết liệt luôn. Lẹ lẹ ráng lấy hai chỉ vàng của nội kìa. Tiếp dạ, tiếp tiếp. Sao bữa hôm nay mình em định đi đâu? Dạ thì nếu mình bấm chuông thì mình sẽ có cái vé xem phim đó. Chuông đâu bấm. Làm như Lan vậy Điệp với bấm chuông. Anh sợ ma lắm nha, đừng vũ anh có phim ma nha. Thì hai đứa vào che mắt cho nhau thôi ạ. Trời ơi, sao chú? Em còn gì muốn hỏi anh không? Dạ thôi, có gì thì em đưa anh đi xét nghiệm rồi tính sau. Trời ơi, chưa gì đưa đi xét nghiệm mà. Em thích con trai không gái? Có nếp có tẻ thì tốt hơn. À, cả trai cả gái. Anh thì thích con gái đầu lòng. Dạ. Tại vì ở nhà có thằng em trai nó hơi quậy, kiếm con gái để về kìm nó lại. Em cũng con gái đầu lòng để em kìm con anh chứ. Cặp này làm như gặp trong mơ rồi đó ông ơi. Anh thì anh không hứa được chuyện tương lai, nhưng mà anh muốn anh là người đầu tiên đau trong nỗi đau của em, là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của em, và là người cuối cùng làm em vui trong nỗi vui của em. Anh ngôn tình quá à. Ngày xưa em cũng thích ngôn tình lắm, giờ đỡ rồi. Anh rất là mê các phim Hàn á, nên bị nhiễm. Em thì thực tế lắm ạ. Sau này có một gia đình ổn định hạnh phúc thôi. Rồi, hết thời gian. Vậy là đủ rồi. Rất là ngọt ngào đấy. Đặt tay vào nút bấm đi em. Anh sẽ bấm cái nút bấm của em. Có đếm không ạ? Có đếm không ạ? Hả? Tại không có đếm. Đếm 1, 2, 3 gì mới bấm. Phạm Quy là bị loại rồi đó. 3, 2, 1, hết thời gian. Nắm tay đi nào. Con xin phép con hôn em. Má gật đầu rồi đó. Mình hôn đâu. Mình hôn đâu. Son gì đó. Bà nội mà cười quá trời luôn à. Bà nội về chuẩn bị sẵn cặp nhẫn nha bà nội. Đây là những chiếc vé xâm. Nó nằm ở một cái lĩnh vực khác, gọi là những cái gen lặn. Nó sẽ thành gen trội. Và mình muốn làm được nó thì rất là công phu. Một cây lan hiện nay, giá lan rừng hiện nay một cây là khoảng bao nhiêu tiền? Thì nói chung tầm giá nó bây giờ nó cũng dao động. Thì cũng có khi vài chục ngàn, có khi vài trăm ngàn. Có vài tỷ không? Dạ cũng có anh. Rồi. Nhưng mà mấy cái đó là lan đột biến, vài tỷ, vài chục tỷ là cái chuyện rất là bình thường. À, vài tỷ một sen là chuyện rất là bình thường. Trời ơi. Có người mua một cây lan chỉ cần khoảng 5 sen thôi mà có khoảng 40 mấy 50 tỷ thôi. Trời ơi.
Rồi chào hai, chào hai bạn. Rồi giờ ngồi bàn chuyện lan cho tới sáng hay gì. Bên đây người ta có cây lan đây nè, lo mà chinh phục bên đây đi. Nghe nó lan rừng á là hay lắm. Nhớ ngay nhạc sĩ Thế Hiển á. Nhánh lan rừng đã nở những ánh hoa trắng xinh. Bài đó hay lắm, chút hát bài đó đi. Rồi đó là bên đây là về chuyên về lan đúng không? Để coi bên đây chuyên về gì nha. Rồi. Giới thiệu đi cưng. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào anh trai kế bên và gia đình cùng các quý khán giả ngồi phía dưới. Tên em là Lê Thị Biết Thắng. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Nghề nghiệp chính của em là làm các loại giấy tờ liên quan đến hậu tịch, đến nhân thân. Ví dụ như khai sinh, kết hôn, khai tử nhưng mà mang yếu tố nước ngoài. Tức là em làm về bên hộ tịch đúng không? Dạ đúng rồi. Làm ở xã đó hả? Dạ ở huyện. Ở huyện hả? Dạ. Huyện nào em? Dạ huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. À huyện Duyên Hải. Thôi em trai là ở quê Vĩnh Long. Dạ. Vĩnh Long mà qua Trà Vinh cũng gần. Hả? Nhưng mà giờ đang làm việc ở Lâm Đồng hả? Dạ. Ở Lâm Đồng. Lâm Đồng đó. Dạ. Rồi bao lâu mới về Vĩnh Long lần? Dạ thì do là ở Vĩnh Long thì em còn mẹ nên cứ mỗi tháng thì em sẽ về đó tầm 3 ngày, 4 ngày. À tháng nào cũng về hết. Dạ, tháng nào em cũng phải về. Rồi về cũng gần về Trà Vinh rồi đó. Bởi vì có mẹ với ông bà ngoại nên mỗi tháng là cứ mỗi về mà ngày nào cũng phải điện về. Nhưng mà em có nghĩ là ngày nào đó em sẽ về bởi vì mẹ em về chăm sóc mẹ chưa? Dạ thì em cũng có một cái dự định của năm nay nhưng mà nói chung là bây giờ mình chưa nói trước được điều gì nên là em cũng bật mí luôn là trong năm nay em sẽ xây nhà lại và em sẽ dời công việc em về dưới đó. À rồi vậy khỏe. Xác bên Trà Vinh ha. Thôi được rồi. Yên tâm rồi, bên yên đây tôi cũng yên tâm rồi nghe đó. Ở Lâm Đồng thấy xa quá. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ thì tật xấu coi là cái tính tốt trước xấu thì có một mối tình với người đầu tiên là vợ rồi sau khi ly hôn thì cũng mấy năm em có quen một người cũng lớn tuổi hơn em đó, rồi hai người thì cũng qua lại nói chuyện và cũng cái chịu cảnh yêu xa lắm. Em thì ở Vĩnh Long, người đó ở Tây Ninh, rồi cứ nói chuyện qua lại thì cũng có nảy sinh tình cảm rồi cũng muốn là tiến tới hôn nhân. Thì khi mà chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi, còn khoảng 10 ngày nữa là đám cưới đó, thì cô ấy bị tai nạn mất. Ồ, cái người thứ nhì đó phải không em? Dạ. Ồ. Nên nói chung là tới giờ cũng 4 năm, hơn 4 năm rồi. Nhưng mà em có cháu nào chưa? Dạ hồi vợ thì có một bé. Thì lúc mà vợ em bỏ đi á, là bỏ lại bé là 3 tháng. Em nuôi tới bây giờ là 14 tuổi. Ồ, trai hay gái? Dạ trai. Con trai hả? Dạ. Ồ, rồi, đó. Vậy là... Hoàn cảnh bạn trai bên đây còn đường tình duyên bên kia thì sao? Ừ để từ từ hỏi. Bên đây em cái điểm mạnh nhất của em là gì? Dạ cái tính tình của em thì nói chung là rất là hòa đồng. Và nói chuyện thì chủ yếu là vui vẻ mà em hay nói nhiều lắm. Nói chung là hãy miễn gặp đúng gu là em nói nhiều lắm. Ừ. Rồi còn cái điểm yếu, điểm chưa được mạnh á. Điểm yếu của em là nói chung là khi mà cái công việc gì mà mình làm mình suy nghĩ không được á là có thể thức nguyên đêm. Thức nguyên đêm để mà mình suy nghĩ làm sao để mình giải quyết cái vấn đề đó nhanh gọn. Cái đó cũng là bởi vì đối với em là nói như thế này, công việc của ngày hôm nay không muốn để qua ngày mai và không muốn để trì trệ cái công việc của mình. Thì cái đó là điểm mạnh mà cưng, đâu phải yếu đâu. Đó không, nhưng mà điểm... nhiều khi thức 3-4 đêm liền bị la. Bị mẹ la. Rồi, chị hỏi giùm em bên đây nghe, em lắng tai nghe cho kỹ nè. Sao điểm mạnh của mình như nào, điểm yếu như nào, nói luôn đường tình duyên của mình sao? Dạ thì chắc có lẽ là em nói về hôn nhân trước. Em nói cũng giống em cũng giống như anh bên kia thì cũng một lần gãy đổ. Tụi em sống với nhau được 10 năm, đến năm 2015 thì tụi em ly hôn. Thì hiện nay thì em đang nuôi hai con trai. Và nhà em thì còn một người mẹ già trên 80 tuổi. Về cái điểm mạnh của em thì em rất là độc lập, vui vẻ, hòa đồng. Về công việc nữ công gia chánh thì có lẽ làm theo mình tự nhận xét mình nha, là mình làm cũng tương đối tốt. Rồi, có điểm gì chưa mạnh không?
Cái điểm yếu của em là em rất là thẳng thắn. Tại vì có đôi khi mọi người nói là tốt, nhưng mà có khi là mình nói thật quá người ta lại không vui. Nó lại không có trúng ý người ta dễ buồn với giận mình. Với lại một cái nữa là em nói nhanh, có cái tật nói nhanh. Có lẽ là nhiều khi do cái tính chất của nghề nghiệp. Em chào anh Không Linh. Có nói nhanh đâu em. Em nói chậm nghe rõ lắm đó. Em đang cố gắng nói chậm mà, chứ bình thường em nói rất là nhanh. Từ sau cái đợt ly hôn đó là em có cái người nào khác không, hay là ở không tới bây giờ? Chắc có lẽ là em thuộc cái top là ế bình vững anh. Thôi, đời là số phận rồi ha. Bây giờ mình gặp nhau đây tiếp tục cái duyên, biết đâu nó sẽ thành cái nợ với nhau nữa. Em muốn tìm một cái yêu thương của mình như thế nào? Đối với em thì theo em thì em không đặt một hình mẫu. Bởi vì em nghĩ là con người khi mà người ta sinh ra chả có ai là hoàn thiện hết, mà có thể mình vì một người nào đó hoặc vì một cái lý do nào đó, mình sẽ cố gắng tự thay đổi bản thân mình để mình thích nghi với cái hoàn cảnh sống hoặc là với một người nào đó. Chứ đặt hình mẫu thì em cũng không biết đặt như thế nào. Mà em chỉ cần là cái người đó tính tình ôn hòa một xíu. Và ông có dạ. Có nghĩa là đừng có hỏi ra mà vừa cái gì về mà đung 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 lên, không có hỏi lý lẽ thì em không thích như vậy. Bởi vì cái sự việc nó xảy ra lúc nào nó cũng có nguyên nhân hết. Mà có khi về cái nhìn cái kết quả, cái đánh giá luôn cả cái quá trình thì như vậy thì em không thích. Cho nên là em muốn một người nó ôn hòa một xíu, có gì thì mình cũng có thể nói với nhau một cách nó nhẹ nhàng một xíu. Còn hình thể sao, cao ráo sao? Em chỉ cần là cao một cái đầu thôi, mà nếu cao được cả nghĩa đen là nghĩa bóng thì rất tốt. Rồi, okay. Em thích điều gì đàn ông? Em thích điều gì? Em không thích. Có nghĩa mình nói không thích thì có nghĩa là không thích những cái điều xấu thôi. Ví dụ như tham gia quá nhiều vào tệ nạn, ví dụ như không tệ nạn, không rượu chè cờ bạc, không rượu chè thì có thể uống cũng được không sao, tại vì em nghĩ trong công việc, trong quan hệ giao tiếp, tất cả các mối quan hệ có khi nó phải biết cái đó nó mới hay, chứ không phải là hoàn toàn là ngoan quá thì có khi mình cũng không giải quyết được công việc. Chỉ cần là cao hơn em xíu, nhìn có duyên tí là được. Dạ. Bên đây coi vậy chứ mặn mà có duyên lắm nha. Mặn mòi lắm à. Em muốn tìm một nửa người yêu của mình, một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đối với em thì hôn nhân là hạnh phúc, và hôn nhân cũng là mình phải biết vun vén. Mình phải vun vén như thế nào để cho hôn nhân của mình nó hạnh phúc. Về em suy nghĩ thì rất là đơn giản, ví dụ như có những cái chuyện gì đó mình cần nên giải quyết thì mình cứ nhỏ nhẹ với nhau mình giải quyết, chứ mình đừng có nên mà làm sùm lên rồi cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề rồi gì hết. Tốt. Thứ hai nữa là về công việc nhà thì mình cứ chia sẻ nhau mà mình làm thôi, chứ không phải là cái công việc nhà là của vợ thì đi làm về phải tự vô làm, không có. Đối với em thì nó không có như vậy. Ai là lúc nào làm cái đó, ai rảnh được thì cứ làm. Thôi, hai người cũng đã lỡ những chuyến đò tình yêu rồi, bây giờ chúng ta cố gắng là đóng lại con thuyền tình yêu mới để nó lan tỏa hạnh phúc ha. Dạ. Em gái hôm nay đi với ai? Dạ em đi với con trai lớn của em, bé ngồi phía dưới. À con trai lớn nữa hả? Dạ. Trời, con trai năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16 tuổi. 16 hả? Con xin chào tất cả mọi người trong vòng quay ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Con alo lại coi, alo. Được rồi, để sát vô. Dạ. Con chỉ cần mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm chia sẻ với mẹ con không có cần nhiều. Chỉ con cần muốn là mẹ con bước thêm bước nữa không? Dạ, con cũng muốn điều này lâu rồi mà mẹ con vẫn ế tới bây giờ. Con thấy chú này có hợp mà. Dạ 7 tuổi. Dạ, với con mẹ nói, con không? Mẹ con nói mẹ nè, chú này rất là nhìn bên ngoài rất là điển trai, sạch sẽ, tính tình vui tính, có thể về chia sẻ với con được. À, phải chia sẻ con được. À, con có yêu cầu gì với chú không? Dạ, chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con. À, thế nó thân thiện ghê không? À, chú nói gì với con? Thì đối với chú thì rất là đơn giản. Nói chung là về người lớn chú xử sự được, và đối với người nhỏ chú xử sự được, và đối với con nít chú xử sự cũng được. Chú là rất là đa năng. Con cứ yên tâm về vấn đề đó. Dạ chú chỉ con trồng lan hả con hả? Dạ. Thú vị lắm á. Dạ tại nhà con cũng hay trồng trọt, trồng này trồng nhỏ lắm. Rồi hợp với chú. Bởi vì với chú thì luôn luôn thích
quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa, bất kể hoa gì, thích trồng hoa, em có thể luôn luôn phải có hoa. Rồi, theo con thì mẹ con nên bấm nút không? Dạ mẹ nên bấm nha, chứ con kết chú này lắm rồi. Con kết chú này ủa, lắm con rồi. Ơi mẹ đi coi mà đâu phải con đi coi, sao con kết lẻ vậy? Rồi giờ em muốn hỏi gì bạn bên đó nè. À, anh trai bên kia cho em xin hỏi là anh chuyên trồng lan đúng không? À, đúng rồi em. À, vậy anh có biết chăm sóc hoa giả quỳ không? Tại bạn hoa em nó hay quỳ. Gọi em là như hoa giả quỳ cuối mùa mà nó hay đọc ngược lại là con quỷ giả. Trời ơi, yên tâm đi, hoa căng giả quỳ vậy? Hay là da gì cũng ok hết á. Được, được chứ. Rồi, bây giờ bên bạn trai đi với ai vậy? Dạ, do là hôm nay bên bên mà mấy đứa bạn nó bận họp rồi em kêu nó chạy lên mà nó chạy lên không kịp nên cuối cùng là em đi có một mình luôn. Thôi được rồi, anh nói cho em nghe, cô gái bên kia là một người của xã hội, cô bên kia đang làm công việc của nhà nước rất là tốt, ổn định ha. Một cô gái cũng chân thành. À, đò đã lỡ 10 năm nay vẫn ở một mình nuôi con như thế. À, một cái con người phải nói là đậm chất miền Tây, rất là thật thà, chất phác. À, ở cô ấy lan tỏa một cái điều là một người phụ nữ của gia đình. Đấy, ngoài cái việc làm công việc cơ quan ra, cô ấy còn làm thêm để có thể cho phát triển kinh tế gia đình. Như vậy là con người cũng đang có một cái ý chí cầu tiến rất là lớn. Theo anh đánh giá là như thế. Còn chàng trai bên đây rất là dễ thương đó em. Nếu như mà hai người... hợp nhau thì anh nghĩ rằng nên có thể bấm nút được ha. Bây giờ mình kéo rào nha. Kéo rào đi. Mở rào. Rào quay hôm nay nó héo luôn rồi đó. Bắt đầu đi. Em chào anh. Chào anh. Cười cái cây này, cười. Tặng hoa nào. Cười. Ê. Cô gái có nụ cười tỏa nắng. Dạ em cảm ơn. Em cũng xin có món quà tặng cho anh. Rồi em cảm ơn em nhiều. Mở ra đi cưng, có cái gì vậy em? Dạ theo cái quan điểm của con thì quà về nhà hả mở? Đâu có đâu, ở đây là người ta mở ra để coi ý nghĩa cái quà tặng dành cho mình là cái gì. Dạ, dạ cái này là chị kêu nha. Mở đi. Vừa sáp. Ok. Rồi rất là đẹp, một cũng dây thắt lưng. À, một cái thắt lưng phải không? Rất là đúng đẹp. Ý của em không? Dạ rất là đúng. Rất đúng phải không? Dạ. Ok, tốt rồi. Còn lan đâu sao không thấy tặng gì hết trơn vậy? Dạ trồng lan mà tặng bông hồng buồn ghê luôn. Do là lan mùa này nó ít bông quá. À. Thấy nó ngại. À vậy đó hả? Dạ. Okay. Ok. Bông hồng nó có ý nghĩa của bông xuống hồng đi bạn. À. Bỏ cái khẩu trang rồi, vô túi luôn. Bỏ đây. Nhét khẩu trang vào túi. Nếu như mà bạn đem cái nhánh lan rừng từ Lâm Đồng về thì nó tuyệt vời biết mấy. Bạn có thể hát bài hát của nhiều thể thể hiện về thăm thành phố, náo nức mùa xuân, ba lô trên vai mang theo nhánh lan rừng. Rồi hai người quay mặt lại nhau nào. Đó, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Chào em. Em ở huyện nào? Hồi nãy em dạ em ở Duyên Hải. Duyên Hải. Huyện Giang Biển. Duyên Hải thì lên anh có khoảng hơn 100 cây cũng được. Dạ. Chính xác là từ chỗ em lên đến anh khoảng 120 cây. Nhưng mà đi đường quốc lộ 60 gần hơn chứ. À, bây giờ nó cũng có nhiều đường đi lắm anh. Ừ. Dạ. Anh ở huyện nào của Vĩnh Long quê? Quê thì ở huyện Tam Bình, nhưng mà là anh của cuối cùng của Tam Bình, có nghĩa là đầu Tam Bình, cuối Tam Bình mà cũng là đầu của Tam Bình. Hình là như em có nghĩa là nó nằm ở sát quốc lộ 1A, gần cầu Mỹ Thuận đó. Dạ không anh, cầu Mỹ Thuận là của huyện khác rồi. À, quận Bình Minh hả? Bình Minh là nó nằm ở bên góc cầu Cần Thơ. Hình như là em có duyên với Vĩnh Long hay sao? Thôi hai người cảm nhận, với lần đầu tiên gặp mặt mình cảm nhận thế nào? Đúng rồi. Có muốn hùng hạp kiếm đứa con gái không? Bên kia con trai, đây hai con trai, kiếm đứa con gái đi. Ừ, anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em? Thấy dễ gần. Anh thích cái cách mà thẳng thắn nói nhiều. Anh cũng vậy. Rất là thẳng thắn và nói rất là nhanh mà cũng nói nhiều lắm. Dạ. Có lẽ mình cũng giống nhau điểm đó. Em cũng nói nhiều nhưng tùy trường hợp. Nhưng mà cãi nhau không nói nhiều nha, cãi nhau không nói.
Không, đối với anh cãi nhau anh không bao giờ anh nói luôn, anh im thinh luôn. Hãy miễn cãi nhau anh cứ tánh anh thì nóng lắm, nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra anh múc nước anh dội anh đầu anh xong anh đi à. Chừng nào cảm giác mà mình tĩnh tâm lại, mình thoải mái lại, mình mới dám đi về mà mình nói chuyện. Chứ mà lúc đó mình có thể là mình tánh mình nóng, mình không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó lại khó hơn. Em thì em nghĩ là mình im lặng đi, khi mình bình tĩnh mình sẽ nói chuyện với nhau, nó sẽ hay hơn là cái lúc mình nóng giận. Thì đúng rồi. Anh nói là nhìn em dễ gần vậy, anh có muốn gần hay không? Trời. Quan trọng là cái nút ở phía sau em có dám bấm hay không thôi. À, em lúc nãy em cũng có nghe là anh nói về cái anh mong muốn cái người phụ nữ là nói chung là hình dung tạm thời giống như là giỏi nữ công gia chánh vậy đó. Không, đúng không? Nếu anh không phải là giỏi về nữ công gia chánh mà anh không muốn người phụ nữ anh giỏi về nữ công gia chánh, nhưng mà cái công việc đó là mình có thể mình làm được với nhau. Hai người hùng hạp đó, ta nói hai người cùng hùng hạp làm. Và anh nói với em một câu có thể là phụ nữ nấu ăn chưa chắc gì ngon bằng anh. Đúng, khi anh em công nhận điều đó. Tại vì đa số những đầu bếp nổi tiếng đều là nam, chứ không phải nữ. Với lại người ta chăm con người ta từ 3 tháng tuổi đó, bởi sao mà không giỏi được. Chị ơi, cái này phải kiểm tra lại, biết đâu có người hùng hạp chăm sao chị. Chưa gì đã ghen tuông rồi đó. Trời ơi. Căng quá. Phụ nữ ngộ lắm, bắt đầu để ý ai rồi là mới ghen đó. Còn là không có ghen đâu. Bắt đầu có để ý đúng không? Không, bắt có đầu có để ý rồi đó. Chị ơi, đôi khi là có những bà hàng xóm tốt bụng sao chị? Đó, thấy chưa, ghen thêm tập 2 đó. Chị em nói một câu đi, em nói một câu đi cho bà yên tâm đi. Em xác nhận có không? Cái đó là không có rồi. Đâu có ai đâu. Chứ tại là nói cho nó vui thôi, cho nó thay đổi không khí thôi. Chứ thật ra em nói nếu như không tin nhau thì không thể nào sống chung được với nhau hết. Ghen tuông nó không giữ được người đàn ông, mà ngược lại nó sẽ đẩy người đó đi xa hơn. Biết đâu với cuộc gặp gỡ hôm nay thì cái dự định về quê sớm đó nó sẽ trở thành hiện thực rất là sớm. Cái dự định bạn sẽ về quê, nếu mà về Trà Vinh thì có thể chúng ta hẹn hò nó dễ hơn đúng không? Dạ đúng. Bây giờ thì trước mắt em nghĩ rằng yêu xa chút xíu cho nó hấp dẫn, hẹn hò. Bởi vì bạn ở Lâm Đồng thì bây giờ cái phương tiện thông tin đại chúng nó cũng dễ mà, mở máy lên là gặp mặt nhau rồi. Các bạn có nghĩ rằng điều đó làm được không? Đòi hỏi là anh có muốn làm hay không nữa. Thì nói chung khi mà về Lâm Đồng thì anh chủ yếu là anh rảnh buổi tối nhiều hơn. Nên mình có thể là nói chuyện, trò chuyện vào buổi tối. Thì khi mà nào anh về Vĩnh Long anh sẽ báo trước. Đó, anh báo trước. Nhớ đem nhánh lan rừng nha. Em thì do hiện nay cái thời gian làm việc nó chiếm gần hết thời gian của em. Nghĩa là tính thời gian làm việc là em bắt đầu làm từ 7 giờ sáng đến 22 giờ 30 em mới kết thúc. Cho nên là em cũng không có nhiều thời gian lắm, cho nên top ế bình rẫn em luôn đứng đầu. Nhưng mà có lúc nào đó giờ... từ đây tới ngày mà anh có thể về Trà Vinh á, thì nếu mà em với con có đi du lịch á ở Đà Lạt đó thì cũng thông báo cho anh cái. Không, nếu mà như mà thông báo sớm thì có thể là rước lên luôn. Rước lên luôn hả? À, được nhớ nha. Mà em định là tháng mấy thì em sẽ về quê trong năm nay? Dạ, trong năm nay thì tầm có khoảng tháng 5 em sẽ về. Bị trời ơi, tới có 2 tháng nữa chứ mấy. Đâu, chương trình này phát là còn tháng nữa thôi. Không, thì bây giờ mình đứng tính thời điểm này nè, 2 tháng nữa chứ mấy. Tháng 5 sinh nhật của em đó anh. Tháng 5 đó hả? Ngày nhiêu giờ? Dạ 19 tháng 5. Vậy đó hả? Tôi 26 đó. Tháng 5 đó. Tôi 26 đó. 19 tháng 5 là ngày sinh nhật thôi đừng của nói. Bác đó. Ừ đó. Trùng ngày luôn đó. Bây giờ nè, đó là một trong những cái ngày mà đặc biệt. Nếu các bạn có duyên với nhau, các bạn sẽ làm một điều đặc biệt trong ngày đó. À, anh nghĩ là như thế. Thôi bây giờ thì mình sẽ về nhà nói chuyện điện thoại, rồi trao đổi từ từ sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Ha. Bây giờ thì em trai, em đến nắm tay cô gái. Nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cô gái Trà Vinh ha. Huyện Duyên Hải, miền nắng gió, mặn mà. Rồi với nụ cười rất là tươi. Hãy hát một bài nào đó để tặng cô gái. Bây giờ miền Tây mình thì nó nhiều lắm. Mà nếu mà dân Trà Vinh để mà mình hát như là câu lý, câu hò thì... lại làm khó nhau.
Bởi vì anh không biết hát. Anh chỉ biết nghe mà anh không biết hát. Thôi hát đỡ bolero ha. Dạ. Sông nước cua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước. Em gái đưa đò đẹp rạng ngời chiếc áo ba ba. Cầu tre lắc lèo khó đi em gái ơi giúp anh sang đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lúc bình trôi đến nơi phương trời. Thuyền tình tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp lông đồng. Về miền Tây đợi chờ ai. Thuyền tình quay về bến sông mong người em ru mấy câu hò. Ai buông tiếng tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương. Đang buồn cũng điều oán thương bên cầu tre lắc léo năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi anh chớ về lại quê hương. Quá trời rồi. Thiệt không? Rất ngọt luôn ha. Quá trời rồi. Làm nhỏ với vỗ tay quá trời. Trời ơi. Nhỏ là nó mê em dữ lắm rồi đó. Chưa gì cái vỗ tay quá. Con không muốn nói gì cho nói gì đó. Con nói gì con? Hợp với con hay là hợp với mẹ? Trời nó có duyên vậy sao? Ừ. Tiêu rồi. Duyên dáng lắm luôn á. Sao nào, kiểu này là... anh Linh ơi, kiểu này chắc là muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn yêu con mẹ phải chiều thằng con quá. Ừ. Đúng rồi. Giờ mình hát được không nè, mình hát mình đối lại được không nè? Hát thì em cũng có thể hát được nhưng mà cái này có lẽ là hơi rung, chắc cái giọng nó cũng không có được. Không sao đâu. Như bình thường. Vui là bằng chính đó mà. Tấm lòng em. Sao cả? Xin mời anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, anh Khánh và mọi người du lịch Trà Vinh một chuyến qua bài hát của em. Ai đi đâu, ai về nơi đâu, xin mời vô đây nghe khúc hát Trà Vinh. Quê hương tôi ruộng vườn xanh xanh, đẹp tựa như tranh, hương lúa thơm những lời tự tình. Quê hương tôi qua huyện cầu ngang, con đường thanh thang đưa ta đến với biển xanh. Trong chiến tranh giữa đất nước quê hương, đã có biết bao gương chiến sĩ anh hùng. Hỏi ơi hò là hò ơi hò là hò ơi. Biển Ba Đồng biển trời bát ngát, ao bà ôm thắng cảnh miền Tây. Chùa Cò nổi tiếng xưa nay, chưa đi chưa biết nơi này là Trà Vinh. Chưa đi chưa biết nơi này là thần tiên. Dạ. Rồi, hy vọng rằng sẽ có dịp để mình về Chùa Cò ha, về thăm ao và om ha, ăn bánh canh bánh có, bánh tét trà cuông ha, vừa sáp cầu kè ha. Dạ. Thôi, Trà Vinh là nơi quê hương của Ngô Thanh Vân với lại em Hồng Ánh. Lê Phương. Em ngày xưa là học cùng thời với Lê Phương. Và cái kỷ niệm em nhớ nhất sau này là ngày xưa lúc đi học á, thì mình không có biết là tương lai như thế nào. Nhưng mà thời điểm em học 12 là tụi em thi đấu thể thao là em có đánh đôi với Lê Phương, lần vậy em thua Lê Phương. Thua hả? Dạ, đánh cầu lông. Dạ, em thua Lê Phương. Tại vì Lê Phương cao, còn em nó hạn chế chiều cao quá, thành ra là em đánh không lại. Rồi, thôi mình về ghế ngồi đi. Đưa ra quyết định nào các bạn. Chúng ta đủ lớn để suy nghĩ, để đưa ra quyết định chính xác cho chính con tim của mình. Đây, nút cây cưng. Mỗi bạn cũng đã lỡ một chuyến đò. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau để xây dựng một chuyến đò bấm mới. Ở đó tràn ngập những yêu thương. Đó. 3, 2, 1. Hết hay thời quá, gian. Trời ơi, bấm đồng điệu bấm luôn. Cùng khách, một lúc khách. Luôn. Đấy. Hãy nắm tay nhau. Hãy tạo điều kiện, hãy tạo cơ hội cho nhau. Ha. Đây.
con có duyên hết sức ủng hộ quá trời quá đất luôn. Trời ơi con mê chú này quá rồi đúng không? Ừ. Chú hợp với con còn hơn hợp với mẹ trời đó. Trời đất ơi thấy cưng không? Có duyên chứ sợ luôn. Rồi bây giờ mình nói gì với gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình đi. Đại khái là chào hai bác, chào gia đình ha. Con xin phép hai bác cho tụi con hẹn em hỏi. Cũng giống như anh là em chỉ còn mẹ thôi. Còn mẹ. Còn mẹ rồi. Thôi, chào mẹ. Chào mẹ. Rồi. Rồi chào mẹ. Đó, đây máy quay coi gì đó, cái máy đang cái đèn. Chào mẹ và chào gia đình bên gái. Nói chung là cho dù ngăn sông cách núi thì bây giờ nó cũng có công nghệ rồi, 4.0 hết rồi, thì cho tụi con phép hẹn hò. Và con sẽ sao? Và con sẽ là tranh thủ và mọi cách để về với Trà Vinh nhanh nhất. Thử rồi đó nha. Em nói nghe nè, nhỏ này mà để tóc gì là giống giống em á, sao kỳ vậy ta? Dạ. Giống bạn này nè. Thiệt á, không giống mẹ mà giống Dượng. Rồi, thôi mình đặt nụ hôn đầu tiên ngay ngày gặp mặt đi. Mình quên á, mình quên gì đó. Chung nó cũng ha. Gì vậy? Gì vậy cũng hả? Ai mượn cũng vậy? Không đây nè, đứng lại như vậy mà không má. Đó. Họ là những người lỡ chuyến đò, họ có cái cách đồng cảm nhanh nhất đối với nhau. Anh nghĩ rằng đây là cái duyên rồi, cố gắng lên nha. Cặp đôi mới nhất mà cũng là lỡ chuyến đò đã kết hôn mới đây thôi, không xa gì, không xa gì đâu, chỉ mấy ngày nữa thôi. Các bạn lên mạng sẽ thấy được điều đó ha. Và mong rằng với cái sự duyên đã có, chúng ta cố gắng nợ nhau chút xíu nữa là xong. Về Trà Vinh càng sớm càng tốt nha anh trai. Yeah. Đây cô gái rất là chân thành đó. Về dưới cổ làm giấy đăng ký kết hôn nhanh lắm. Luôn mà. Không anh ơi, chỗ em điền tên người khác không? Lâu lâu thi thoảng em cũng muốn xóa tên ta, em điền tên em không được. Lần này được. Lần này thử điền luôn nha. Thôi. Quà chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Đây những món quà dành cho các bạn. Lâu lâu là lên từ Trà Vinh chạy về từ Vĩnh Long chạy về Trà Vinh. Dạ. Tâm Bình là quê của Phước Sang đó. Phước Sang đạo diễn nổi tiếng Lưu Quỳnh đó. Còn Cầu Ngang Cầu Kè là quê của Lê Công Tuấn Anh đó. Ủa là ở đâu? Trà Vinh. Cầu Ngang Trà Vinh. Đây. Anh Trung Dũng cũng quê Trà Vinh. Trung Dũng đúng rồi. Dạ. Anh Trung Dũng là ở Long nữa. Thẻ Diamond rồi hệ thống Finet rồi còn đây là